khả năng trở lại World Cup 2022 của Benzema. Nhiều nguồn tin đồn đoán Karim Benzema có cơ hội quay lại World Cup 2022 sau chấn thương. Huấn luyện viên Deschamps từ chối bình luận về vấn đề này. Sự trở lại của Benzema tại World Cup 2022 là điều mà nhiều người quan tâm. Theo The Athletic, khi được hỏi về khả năng trở lại của tiền đạo 34 tuổi, huấn luyện viên Deschamps từ chối đưa ra bình luận. Phát biểu trước trận đấu cuối cùng ở bảng D của Pháp với Tunisia, ông nói, "Tôi không bận tâm về điều này. Tôi chẳng biết ai đang nói gì và như thế nào." Người dẫn dắt tuyển Pháp cũng khẳng định điều ông quan tâm lúc này là làm thế nào 24 cầu thủ thi đấu tốt nhất. Ông nói, "Bạn thừa hiểu tình hình và thời gian cậu ấy cần để hồi phục. Tôi đã nói chuyện với Benzema sau khi cậu ấy phải rời đội. Tôi chẳng rõ câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu. Tôi có 24 cầu thủ ở đây và tôi đang nghĩ về họ. Tôi sẽ để bạn bàn tán, suy đoán nhưng tôi sẽ không bình luận về những thứ không liên quan đến công việc hàng ngày." Trước đó, Roman Sport khẳng định Benzema không kịp hồi phục chấn thương trong 3 tuần tới. The Athletic dẫn lời phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Pháp cũng cho biết Benzema sẽ phải điều trị trong 3 tuần. Điều này có nghĩa anh sẽ không còn cơ hội trở lại World Cup năm nay. Hôm ngày 29 tháng 11, tiền đạo của Real Madrid có mặt tại quê nhà. 2 ngày sau, anh sang Madrid để thúc đẩy tiến trình hồi phục chấn thương. Benzema bị chấn thương đùi trong buổi tập luyện trước giải đấu ở Qatar, khiến anh không thể tham gia bảo vệ chức vô địch của Pháp. Huấn luyện viên Deschamps đã không triệu tập người thay thế Benzema. Về lý, anh đủ điều kiện để đại diện cho Pháp tranh tài tại World Cup 2022 nếu tình trạng sức khỏe đảm bảo để trở lại. Pháp đang thi đấu với tình thế thiếu 2 cầu thủ. Ở trận gặp Australia hôm ngày 23 tháng 11, Pháp đã mất đi Lucas Hernandez vì anh gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Huấn luyện viên không có phương án thay thế hậu vệ cánh của Bayern Munich. Nếu Pháp bảo vệ thành công cúp vô địch World Cup, Benzema vẫn sẽ được trao huy chương bất kể anh ấy có trở lại hay không, bởi anh vẫn có tên trong danh sách được gửi lên FIFA. Pháp đã có 2 chiến thắng trước 4-1 trong trận mở màn với Australia và 2-1 trước Đan Mạch. Trong mùa giải này, Benzema đã ghi 6 bàn sau 12 trận cho Real Madrid. Người chiến thắng quả bóng vàng 2022 ghi 37 bàn sau 97 lần ra sân trong màu áo tuyển Pháp. Anh không thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 5 năm 2021 do vướng vào vụ lùm xùm tống tiền liên quan cựu đồng đội Mathieu Van Buena.